Chào mừng các bạn đến với video đánh giá máy giặt sấy Bosch. Sở hữu thiết kế hiện đại với gam màu trắng tinh tế, máy dễ dàng phối hợp với bất kỳ kiểu nội thất nào. Đặc biệt, kích thước máy cũng không quá to và một chiếc máy giặt sấy kết hợp như thế này sẽ cực kỳ lý tưởng cho những gia đình đang sống tại chung cư, bị giới hạn về không gian sinh hoạt và không gian phơi đồ. Vỏ máy được thiết kế theo công nghệ anti-variation chống rung, nên cho dù ở tốc độ giặt hay vắt cao nhất, máy không tạo ra độ ồn quá lớn. Bảng điều khiển của máy được thể hiện bằng tiếng Anh là sự kết hợp giữa cảm ứng và nút xoay đi kèm màn hình LED, giúp người dùng dễ dàng quan sát và tùy chọn các tính năng. Máy có tổng cộng 15 chương trình, phân chia cho nhiều loại vải khác nhau như cô tông, vải tổng hợp, đồ len, v.v. Ngoài ra, các vết bẩn cứng đầu và vi khuẩn sẽ không là vấn đề quá lớn với chương trình giặt anti-stain và giặt diệt khuẩn hygiene care, đảm bảo quần áo sạch sẽ và an toàn cho da. Phía sau lớp cửa kính là lồng giặt Variorum có thiết kế hình mái chèo hai chiều dốc và thoải, góp phần loại bỏ vết bẩn cứng đầu nhanh chóng mà vẫn giảm thiểu được tình trạng làm hư tổn sợi vải. Máy sử dụng động cơ Eco Silent Drive vận hành êm ái và hiệu quả, hoàn hảo cho môi trường sống yên tĩnh. Ở thời điểm tháng 5 năm 2024, mẫu máy giặt sấy Bosch đang có giá là 16.990.000 đồng. Nếu có nhu cầu tìm hiểu thêm một số mẫu máy giặt sấy khác cùng tầm giá, các bạn có thể tham khảo các mẫu đang được đặt trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên like và subscribe kênh Điện Máy Xanh để xem thêm nhiều sản phẩm khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!